rồi, ok, bài hát tiếp theo nha mọi người. Bài hát tiếp theo sẽ là một bài ở trong EP After Party mình ra năm ngoái cùng với XNK, bài hát mang tên Nếu Anh Muốn. Ok, let's go. Nhà em không cháy nhưng em sai nhất tên này. 1, 2, 3, 4 giây để nhớ tên em. Hy vọng ai vừa bước vào, dù không biết nhau vẫn thấy chào. Nhìn theo cơn gió ly rượu nóng vẫn trên tay. Gặp lại nhau không khó nếu người biết nói chuyện. Và ta bước chân theo tiếng nhạc lại. Chạm bàn tay, em đi về một nơi xa. Hai ta không phải nghĩ gì, trốn đi khỏi nơi đây. Cơn say không ai biết gì. Cạn một ly, chạm bàn môi. Hôn nhẹ một ánh mắt em đang bên anh nghĩ gì, trốn đi khỏi nơi đây. Cơn say không ai biết gì. Nếu anh muốn, nếu anh muốn. Không cháy nhưng em sẽ nhớ tên đấy. 1, 2, 3, 4 giây để nhớ tên em. Ta lắc lư theo tiếng nhạc. Mùi hương ngát ngây anh sẽ là cho vùng nồng say. Tiếng nhạc nồng say. Nhảy cùng em, chạm bàn tay, đi về một nơi xa. Cạn một ly, chạm bờ môi. Ôi nhớ một ánh mắt em đang biết anh nghĩ gì. Trốn đi khỏi nơi đây, cơn say không ai biết gì. Nếu anh muốn, nếu anh muốn, nếu anh muốn, nói về em. Thật sẵn con tim vô tâm ngừng trong bóng đêm. Cành hoa đang khoe sắc hương đứng bên thềm. Nếu yêu đương, yêu em, vì anh hôm nay là người em muốn. Chạm bàn tay, chạm bờ môi. Mọi người.